Với sự chuẩn bị chú đáo, an toàn, diễn đàn Mekong Connect 2020 lần thứ năm được tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức vào ngày hôm qua, 21 tháng 12 đã thành công tốt đẹp. Sự nỗ lực trong công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức không chỉ góp phần có một Mekong Connect đổi mới, thiết thực, mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp về một Đồng Tháp thân thiện, nghĩa tình. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, BSA, nhấn mạnh. Đây là lần đầu tiên diễn đàn Mekong Connect tiếp cận với báo cáo tổng quan về đồng bằng sông Cửu Long và tại phiên thảo luận vào chiều ngày 21 tháng 12, các địa phương đã đưa ra được thế mạnh của từng tỉnh, những vấn đề mỗi tỉnh quan tâm đã tìm được giải pháp cho chính mình. Giải pháp chung nhất đó là tiếp tục kết nối sức mạnh của bốn tỉnh thành ABCD. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký kết hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trong xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề án phát triển nền nông nghiệp xanh, giá trị gia tăng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Đại sứ quán Dương quốc Campuchia tại Việt Nam, tổ chức tọa đàm Thanh niên dung đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia với sự tham dự của 70 đại biểu thanh niên hai nước. Đồng chí Huỳnh Minh Thức, bí thư tỉnh đoàn Đồng Tháp nhấn mạnh, đây là hoạt động góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước về tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, góp phần giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Campuchia trong tình hình mới. Tại buổi tòa đàm, thanh niên hai nước được nghe trình bày bốn tham luận, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, được tôi luyện và hung đúc bằng sự hy sinh, phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Campuchia. Những thành tựu do tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc đã thôi thúc thế hệ trẻ hai nước không ngừng học tập, rèn luyện, đóng góp công sức vào tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đưa mối quan hệ truyền thống lâu đời Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới. Chiều nay ngày 22 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, công tác định hướng thông tin tuyên truyền đã được ngành tập trung chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thông tin kịp thời công tác chỉ đạo điều hành về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền đậm nét đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Sở Thông tin và Truyền thông cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử. Trong năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu đưa Đồng Tháp tiếp tục nằm trong top 20 về chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tập trung tuyên truyền các sự kiện nổi bật, quảng bá xây dựng hình ảnh thương hiệu Đồng Tháp, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ make in Đồng Tháp đẩy mạnh quản lý thông tin báo chí, nhất là thông tin trên mạng xã hội. Quyền Cao Lãnh khai trương cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn. Đó là cửa hàng kinh doanh của bà Tăng Thị Kim Xuyến tại địa chỉ số 192 tổ 8, ấp Quà Dân, xã Nhị Mỹ, phục vụ khách hàng đến tham quan mua sắm từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Cửa hàng chuyên bán sỉ và lẻ các sản phẩm ô cấp, đặc biệt là gạo Akita 10, gạo Nhật Bản, được cấp chứng nhận ô cớp sản phẩm hàng 3 sao, các sản phẩm của câu lạc bộ khởi nghiệp quyền cao lãnh. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo sửa chữa trung tâm y tế huyện Thanh Bình. Mục tiêu đầu tư là nhằm bảo trì chống xuống cấp các hạng mục thuộc công trình trung tâm y tế huyện Thanh Bình tới mức vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng